Hi, I'm not fine. Laziness and boredom are enveloping me. All activities come to a standstill because of COVID. Việt Nam đã hoàn toàn kiểm soát được dịch Covid. Người dân không bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, để phòng các dịch bệnh bùng phát trở lại, ta dạo một vòng Sài Gòn để khiến mình như là một đứa trẻ. Sài Gòn vẫn thế dù bao điều mới mẻ. Từ xa hàng rong thịt vỉa hè là nơi thu hút nhiều giới trẻ. Đường phố luôn đông kín những người và xe. Đang dốc bên nhà thờ cùng ly cà phê. Quay hey. Bên lề đường phố đi bộ cho chanh. Phố hey. Xa luôn em đềm có dung người là nhanh. Và ta cứ thế. Hey. Dòng chảy của Sài Gòn nơi những chiến tích đã mài mòn. Con người được dạy là phải biết kiên trì vượt qua khó khăn khi đôi tay này còn. Thế nên nếu muốn Sài Gòn này mãi đẹp, muốn nước mắt người dân không còn rơi thì phải cố gắng lên Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thank you.
The wonderful trip that brought me warmth and hope. With all of my love for Vietnam, I love Vietnam.